Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Christio. Hôm nay mình xin được hướng dẫn cho các bạn một cách đính đá nhanh, chắc, hiệu quả và bền cho đến tận khi các bạn phá đi thay bộ móng mới. Giới thiệu qua các sản phẩm mình dùng trong video nhé. Đầu tiên là keo đính đá dạng tuýp của Christio. Keo đính đá trong veo siêu bền chắc, dạng tuýp giúp thao tác lấy keo dễ dàng và thuận tiện hơn. Keo siêu bền chắc dính chặt cả những viên đá siêu to và khó nhằn nhất. Đá pha lê siêu sáng, có đủ màu, mix các size từ nhỏ đến to. Em tốt bóng cường lực Quick Load, tốt bóng không lau rượu, siêu bóng siêu bền, cho bóng bền đẹp đến tận khi các bạn phá bỏ. Và cuối cùng là em đèn LED UV mini siêu dễ thương này, rất thuận tiện khi mang theo bên người mọi lúc mọi nơi, hữu ích vô cùng khi chúng ta chỉ cần hơ một hay hai ngón đính đá. Và bây giờ chúng ta cùng tiến hành làm nhé. Mình sẽ làm trực tiếp trên móng tay của mình luôn. Móng tay của mình đã sơn sẵn màu nền rồi. Đầu tiên các bạn lấy ít keo gắn đá ra bôi lên chỗ mà mình muốn đính. Sau đó mình sẽ dùng em chổi vẽ để dàn trải đều keo. Mình sẽ đính kín chỗ phần chân móng. Mọi người dàn trải keo càng kỹ thì đá sẽ đính càng chắc. Trải keo kỹ cả vào những phần khóe móng nữa nhé. Tiếp theo là mình sẽ phủ em tốt bóng Quick Load lên toàn bộ móng. Bên dưới là keo đính, mình phủ thêm tốt Quick Load hỗ trợ bên trên, càng giúp đá bám chắc hơn, giúp keo phát huy tác dụng tốt hơn và ngoài ra lại còn có thêm lớp nền sáng bóng tôn thêm độ lấp lánh của đá. Và bây giờ bắt đầu mình đính đá lên thôi. Mọi người mix đá to nhỏ đính tùy ý theo sở thích của mỗi người. Đính đá xong thì mình đưa tay vào đèn nhé. Cùng lúc gieo đính đá và top Quick Load khô cùng lúc luôn, móng bóng đẹp vô cùng, đá bám siêu chắc và sáng bóng. Cả hai sản phẩm keo đính đá và top bóng Quick Load của Christio đều không cần lau rượu mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi người hãy follow kênh YouTube của Christio để cập nhật những video mới nhất nhé.